Sau khi Bình Dương đến Lạc Dương thấy phong cảnh tốt tươi. Dân cư trù mật không kém gì kiểu Âu Kinh, trong lòng mừng rỡ. Đỉnh Sông, cả chư hầu đều dâng biểu chúc mừng, nhưng chỉ có nước Sở chẳng thấy đến. Nhắc lại thúc đoạn con trai của Công Tôn Hoạt, diện binh nước dậy về đến nửa đường, hay được tin cha mình bị giết, bèn trở lại nước dậy khóc với dậy Huệ Hoàng Công, bày tỏ việc Trịnh Trân Công giết em, đài mẹ. Huệ Hoàng Công nghe nói cả giận, trách Trịnh Trân Công là vô đạo, bèn hưng binh đi đánh nước Trịnh. Trịnh Trân Công hay được tin bèn hội quần thần mà thương nghị. Công tử Lữ Tông nhổ cỏ không tận rễ, thường bị nha nảy chồi. Công Tôn Hoạt đã trốn thoát, lại còn đem binh nước dậy về đánh. Ấy là gì của Ê Hầu? Dễ Hầu không rõ hành vi của Thúc Đoạn nên mới giúp Công Tôn Hoạt đó. Xin chúa công viết thư gửi cho Dễ Hầu kể rõ sự việc, ắt Dễ Hầu phải kéo binh về. Trịnh Trân Công khen phải, dội viết thư, sai sứ đem qua nước dậy tiếp được thư. Dậy Hoàng Công mở ra xem thư, thư rằng: Ngộ sanh kính dân, dậy hiền hầu, nhã nhà tôi bất hạnh anh em sát hại lẫn nhau, thật đến làm xấu hổ trước lân quốc. Nhưng xét kỹ, em tôi đã lợi dụng lòng hiếu hữu của tôi mà sanh ra phiền phức phản phúc. Tôi vì sự nghiệp tầng tiền nhân buộc lòng phải chịu cảnh cốt nhục tương tàn. Mẹ tôi vì quá thương đoạn nên phải tránh ra Vĩnh Ấp, nay tôi đã cho rước người về phụng dưỡng. Lẽ ra Công Tôn Hoạt phải biết tội cha, đem mình chữa lỗi. Đã chạy sang Quý Quốc dựng binh mà phản loạn, hiền hầu không nên bỏ nên giúp kẻ tôi lòn, xét mình chẳng có tội chi. Xin hiền hầu chớ nghe lời Công Tôn Hoạt, khiến hai nước bất hòa, sanh diệt binh đao thì thật tôi lấy làm may mắn. Dễ Hoàng Công thêm hơi rong giật mình nói: Thúc Đoạn bất nghĩa gây nên tai họa, nay ta lại nghe lời giúp Công Tôn Hoạt, quá ra ta là kẻ nghịch sao? Nói rồi lập tức sai người rút quân về. Nhưng lúc đó Công Tôn Hoạt đã đánh chiếm được đất Lâm Viên. Trịnh Trân Công nổi giận khiến Cao Cừ đi đem 3 vạn binh rồng đến đánh. Công Tôn Hoạt cô thế là phải chạy trở lại nước vệ. Công tử Lữ Thừa Thắng đuổi theo đến tận biên giới nước vệ. Vệ Hoàng Công thấy thế đem lòng lo lắng, bèn họp quần thần lại thương nghị. Chu tử Chu Hu bàn rằng: Nước tràn đầy thì đất ngăn, giặc đến thì lấy quân chống. Xưa nay đã vậy, lỡ phải bàn bạc làm chi? Quan đại phu thật thát tâu: Tâu chúa công,
Sở dĩ quân Trịnh đến đây là vì ta giúp cho công Tôn Hoạt đánh Trịnh. Mà chúa công không có ý giúp công Tôn Hoạt nữa thì cần biên thư phúc đáp mà xin lỗi, quân Trịnh ắt rút về. Về hoàng công khen phải, khiến Thạch Thác viết thư gửi cho Trịnh Trang Công thư rằng: hoàng công nước vệ xin phúc đáp Trịnh Hiền hầu nhã giáp. Tôn Quá nghe lời công Tôn Hoạt, ngỡ Hiền hầu vô đạo giết em cha mẹ nên mới cất quân giúp Hoạt. Nay đã rõ tội ác của Phúc Đoạn, lòng hối hận vô cùng, tôi đã rút quân về nước. Nếu Hiền hầu ông xét, tôi xin bắt công Tôn Hoạt để đưa về Trịnh, để hai nước được giao hảo như xưa. Thư xong, hai người đem đến dâng cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công đọc thơ mừng rỡ nói: vậy hầu đã biết lỗi, ta chớ nên sanh sự nữa, bèn sai người đi ra biên ải bảo công tử Lữ rút binh về. Khương Thị nghe tin sợ Trịnh Văn Công giết công Tôn Hoạt, bèn đến năn nỉ với Trịnh Văn Công tha tội cho Hoạt. Văn Công là nể lời mẹ và thấy Hoạt bị cô thế, không làm gì nổi nữa. Nên viết thư cho phép công Tôn Hoạt ở ngay nước vệ để coi dịch vụ thờ đoạn.